Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món thịt heo quay kho dưa cải chua. Về nguyên liệu, ở đây thì mình dùng là khoảng 600g thịt heo quay. Thì các bạn chặt to hay nhỏ là tùy theo các bạn nha. Với khoảng 300g dưa cải chua. Khi mua dưa cải chua về thì các bạn nhớ rửa sạch lại rồi mình sẽ cắt thành miếng vừa ăn như thế này. Về lượng cải chua thì các bạn có thể là dùng nhiều hơn tùy theo các bạn nha. Khoảng một muỗng canh vung, tỏi ớt băm. Ngoài ra thì mình sẽ dùng thêm khoảng 300 ml nước dừa tươi để mình kho chung. Nếu như không có nước dừa tươi thì các bạn dùng nước lạnh cũng được, nhưng mà có nước dừa tươi thì mình kho nó sẽ ngon hơn nha. Về nguyên liệu chính của mình sẽ như thế này. Bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt tay vào làm. Do thịt heo quay đã vừa ăn rồi, do đó là mình khỏi cần ướp. Một hồi thì mình sẽ cho gia vị vào rồi mình xào lên luôn. Mình cho một ít dầu ăn vào nồi nha, mình cho phân nửa tỏi ớt vào. Mình phi cho nó vàng thơm rồi mình sẽ xào dưa cải chua. Mình xào dưa cải chua như thế này nó sẽ giúp khử được cái mùi hôi nha. Nó sẽ có cái mùi hôi chua, cho nên mình sẽ xào cho nó thơm lên. Mình chỉ cần xào sơ khoảng 1-2 phút thôi. Để lửa vừa thôi nha các bạn. Sau khoảng 2 phút bây giờ mình sẽ lấy ra nha. Mình vẫn dùng lại cái nồi này nha, mình cho một ít dầu ăn vào, cho phần tỏi ớt còn lại vào. Khi cho nó thơm rồi mình cho thịt heo quay và mình xào. Đảo đều lên nha. Giờ mình sẽ tắt bếp để mình nêm gia vị vào cho nó đừng có bị khét. Mình cho vào đây 1,5 muỗng canh đường. Với lại các bạn chú ý là tùy theo loại cải chua các bạn mua mình nêm đường nó cũng khác nhau nữa nha. 2 muỗng canh nước tương. Nước tương các bạn dùng heo nào cũng được hết. Với lại nếu như nước tương mà mặn nhiều quá thì cũng bớt lại nha các bạn. Nửa muỗng cà phê bột ngọt. Mình bật bếp trở lại nha. Mình để lửa lớn lại đi cho nó nóng lên. Rồi mình đã hạ xuống lửa vừa. Đảo đều lên. Cái này mình thấy có nhiều người người ta sẽ kho nước mắm, nhưng mà riêng mình thì mình thấy kho nước tương nó ngon hơn. Tùy theo mỗi gia đình nha các bạn. Mình đảo đều lên cho thịt nó thơm lên. Khoảng vài phút thôi. Sau khoảng 2 phút mình thấy nó thơm rồi nè. Mình sẽ cho nước dừa tươi vào nha. Cho hết vào luôn. Nếu như các bạn mà thích nước dừa tươi nhiều thì các bạn cho nhiều hơn cũng được. Với lại cái món này á, thì tuy là nói kho nhưng mà nó sẽ ít nước lắm các bạn, kiểu giống như là nó sệt sệt à, chứ không phải là nước nhiều giống như là mình làm thịt kho. Để lửa lớn cho nó sôi trở lại nha. Mình sẽ để lửa nhỏ mình kho từ từ thôi nha. Nếu như có bọt thì các bạn vớt cho nó sạch nha. Với lại thịt heo quay thì người ta coi như là đã quay chín rồi, do đó cái thời gian kho nó cũng không có lâu đâu các bạn. Mình đã kho được 15 phút rồi nè các bạn. Cái này cũng tùy theo các bạn nha. Nếu như các bạn thích mềm hơn thì các bạn kho lâu hơn cũng được. Nhưng mà mình thấy nếu như mà cái món này kho mềm quá, đôi khi ăn nó ngán các bạn. Khoảng 15 phút là được rồi. Bây giờ mình sẽ cho dưa cải chua vào. Dưa cải chua thì mình cho sao nha. Mình đảo đều lên. Mình sẽ nấu thêm khoảng vài phút nữa. Hoặc là các bạn
thích mềm hơn thì mình nấu lâu hơn để dưa cải chua nó mềm. Cái món này nó sẽ sệt sệt như thế này nè, chứ không có nước quá nhiều. Bạn có thể em để lửa lớn nó trở lại cho nó sôi trở lại, sau đó mình hạ xuống lửa vừa. Mình kho thêm khoảng được 12 phút rồi đó các bạn. Do mình dặn lửa nhỏ mình kho từ từ á. Và mình thấy nó được rồi nè, mình sẽ tắt bếp nha. Như vậy là xong rồi đó. Món này làm cũng rất là nhanh. Giờ mình sẽ múc ra dĩa nha. Các bạn chú ý nha, nếu như mà các bạn dùng dưa cải chua nhiều thì nêm nếm các bạn cũng phải chỉnh lại nha. Phải thêm đường ấy, tại cải chua nó chua nó sẽ ra, phải thêm đường vào. Món thịt heo quay kho dưa cải chua của mình như vậy đã hoàn thành rồi. Mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công nha. Món này ăn cơm rất là ngon các bạn. Về nêm nếm gia vị thì các bạn điều chỉnh lại nha, tùy theo mỗi gia đình mà cách nêm nếm sẽ khác nhau á. Với món ăn này thì mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công. Nếu thích video các bạn nhớ like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký ủng hộ kênh. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.